Nếu các bạn đang cần tìm một mẫu xe gia đình 5 chỗ gầm cao thì đây là một lựa chọn hoàn hảo cho quý vị. Đây là mẫu xe Hyundai Tucson đời 2021 và xe mới chạy chỉ có 29.000 km thôi nha. Xe mang biển số tỉnh, một màu ngoại thất nhìn rất là nổi bật ha, màu đỏ đô. Đây là phiên bản máy xăng, phiên bản cao cấp nhất nha. Đầy đủ option như là cửa sổ trời panorama toàn cảnh này. Đó, thì đối với phiên bản máy xăng cao cấp thì sẽ được trang bị rất là nhiều những chi tiết mạ chrome đẹp ở đây ha. Và lưới tản nhiệt của nó cũng là được sơn đen, sơn bóng rất là đẹp. Về cụm đèn của nó thì sẽ được trang bị ngập tràn công nghệ LED trong đây, toàn bộ full bóng LED ha, kể cả đèn sương mù phía dưới. Rồi chúng ta sẽ cùng đi nhìn ngắm qua bên hông xe. Thì hông xe thì xe này đã sở hữu một cái mâm rất là lớn nha, mâm 18 inch thưa quý vị. Đây 18 inch này, và đát vỏ là tuần thứ 9 2021 luôn nha. Xe đi rất là ít, 4 vỏ rin. Bên hông xe thì trên gương chúng ta có dải đèn sinh nhan cũng là dạng đèn LED luôn nha. Tay lắm cửa mạ chrome và mở cửa thông minh bằng nút bấm. Dán phim cách nhiệt đen cao cấp. Phía dưới này chúng ta có bệ bước chân này, đó, rất là tiện lợi khi chúng ta lên xuống ha. Còn đuôi xe thì sao ạ? Đuôi xe thì phần phía sau, cái dải đèn phía sau sinh nhan cũng như là dải đèn đèn phía sau, đèn thắng này cũng là đều là dải đèn LED luôn ha. Đó. Phía sau này chúng ta có camera xe và cốp đây cũng là cốp điện luôn nha. Một trong những option rất là cao cấp. Thì đối với dòng Tucson thì là phải nói là một cái xe rất là rộng rãi nha. Phù hợp những chuyến đi xa. Thứ nhất là cái khoang để đồ cũng rất là rộng rãi này. Khoang để đồ rộng rãi và đặc biệt cái hàng ghế. Hàng ghế phía sau. Đây em sẽ quay vào trong vị coi luôn. Hàng ghế phía sau chúng ta có thể là lưng hạ ngã rất là linh hoạt đó, cho chúng ta một cái vị trí ngồi rất là thoải mái. Cho những chuyến đi xa thì các bạn có thể là ngủ nghỉ thoải mái trên đối ghế phía sau này. Và cái ghế và cái bộ nội thất của cái xe này rất là mới luôn nha quý vị. Từ phần táp bi cửa này, táp bi cửa ha, đến phần ghế da. Ghế da rất là mới luôn. Phía sau chúng ta sẽ cũng có hai cửa gió phía sau, làm mát rất là nhanh. Rồi thì em sẽ quay về cái khoang vị trí tài xế quý vị coi ha. Đó, ghế chuẩn, xe chạy chuẩn 29.000. Những cái tắp bi cửa cho tới phần ghế bên tài còn rất là mới, rất là sáng. Đây, audio thực tế của nó đây, 29.969 km ha. Màn hình DVD lớn, có camera hành trình luôn. Phía dưới đây chúng ta sẽ có những cái option như là thắng tay này, auto hold này, có chế độ lái, chế độ hỗ trợ đổ đèo, điều hòa tự động hai vùng, điều hòa hai vùng độc lập luôn nha. Mở thuốc lá đầy đủ. Đó, với tầm tiền tài chính hiện tại chỉ khoảng cái tầm 830 triệu thôi, quý vị các bạn đã sở hữu một chiếc Tucson gầm cao máy thoáng, xe lướt. Đó, nếu quý vị bạn quan tâm mẫu xe này hãy liên hệ cho em Cường qua số điện thoại là 0937875577 để ép giá trực tiếp với em nha. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn.